Kính thưa toàn thể quý anh chị quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2014, tôi chính đầy y sư Thánh Gióng tái thế, Minh Vương Việt Nam, người lãnh đạo cứu nguyên Việt Nam và đồng thời phụ giúp đồng bào tái thiết quê hương. Ngày hôm nay, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng hàng triệu anh linh anh hùng chiến sĩ kêu gọi tất cả quý vị mau mắn gia nhập Hội đồng cứu nguy Việt Nam gấp. Đây là lệnh của Chính phủ Việt Nam công bình bác ái ra lệnh như thế. Nếu quý anh chị là người Việt Nam, quý vị cần phải làm bổn phận của mình, và nhất là quý vị là những chiến sĩ, quý vị hãy tiếp tục làm bổn phận của mình, quý vị không được phép chậm trễ nữa. Hình ảnh linh hồn của những hùng chiến sĩ hiện ra tại nơi đây trên nền trời đã chứng tỏ và chứng giám việc làm của chúng ta. Và đây là hàng triệu triệu anh linh, anh hùng chiến sĩ hiện ra trên mây để bảo đảm việc làm của chúng ta và đồng thời phù trợ và bảo vệ chúng ta. Vì thế tất cả quý vị hãy mau mắn gia nhập Hội đồng cứu nguy Việt Nam gấp, liên lạc với tôi gấp trên YouTube Chính phủ Việt Nam công bình bác ái. Và nhớ làm bổn phận của mình gấp, không được phép chậm trễ nữa. Thành thật cảm ơn toàn thể quý anh chị. Và đây là phần nhắn nhủ sau cùng cho tất cả những ai là Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều. Những ai chưa làm bổn phận của mình thì hãy mau mắn lập công chuộc tội bằng cách phụ giúp Chính phủ Việt Nam công bình bác ái làm việc cứu Việt Nam gấp. Không được phép chậm trễ nữa. Đây là cơ hội cuối cùng cho Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, những ai chưa làm bổn phận của mình. Nợ quốc dân, nợ tổ quốc, nợ của Cha Trời, Thượng Đế Toàn Năng mà chúng ta đã mang ơn. Giờ đây là giờ mà chúng ta cần phải làm bổn phận của mình, lập công chuộc tội. Hỡi Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, những ai chưa làm bổn phận của mình, đây là một trong những cơ hội tốt nhất để thực thi lòng chân tình của mình đối với Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu sinh linh anh hùng của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta được sống đến ngày hôm nay. Nhớ những gì Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam vừa nhắc nhở, theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng hàng triệu triệu sinh linh anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây yêu cầu Thánh Gióng cảnh báo như thế cho Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều biết gấp. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là văn phòng Chính phủ Việt Nam công bình bác ái. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2014. Y Thiền Sư Thánh Gióng chúng tôi trân trọng thông báo cho toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta được rõ. Hội đồng cứu nguy Việt Nam và Chính phủ Việt Nam công bình bác ái làm việc liên lỉ từ năm 1999 cho đến bây giờ. Và chúng ta đang làm việc một cách mạnh mẽ. Chúng ta, Hội đồng cứu nguy Việt Nam và nhân loại và Văn phòng Chính phủ Việt Nam công bình bác ái đang làm việc một cách mạnh mẽ. Chúng tôi kính mong đồng bào hãy mau mắn làm bổn phận của mình, phụ giúp chúng tôi làm việc gấp. Thành thật cảm ơn.